Xin chào khán giả thân yêu của FPT Play. Huấn luyện viên Phạm Thành Lương có thể rất thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, nhưng khi trở thành một vị thuyền trưởng thì câu chuyện đang trở nên tương đối khác. Trong lần đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Việt Nam, đó là câu lạc bộ Hòa Bình, thì cựu cầu thủ của Hà Nội FC đang cảm thấy những khó khăn nhất định khi lúc này Hòa Bình FC đang chỉ đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng tại giải nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023-2024. Và ngày hôm nay, họ sẽ phải đối đầu với một đội bóng tương đối khó chơi, đó là Long An, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là đội hình ra sân của Hòa Bình FC với thủ thành mang áo số 23 Duy Dũng. Những cầu thủ ở hàng phòng ngự bao gồm số 8 Văn Sơn, số 28 Văn Hà, số 66 Hồng Phúc, số 69 Phương Nam. Hàng tiền vệ bao gồm số 10 Ngọc Tài, số 18 Anh Tú, số 20 Trung Thành, số 29 Thái Học, số 80 đội trưởng Long Nhật và cầu thủ chơi cao nhất hàng công là số 33 Văn Cường. Ông Vũ Văn Việt sẽ là trọng tài chính điều khiển trận đấu này cùng với những người trợ lý của mình. Còn đây sẽ là đội hình ra sân của Long An với thủ thành mang áo số 68 Trường Long. Những cầu thủ hậu vệ bao gồm số 30 Văn Thái, số 99 Minh Thuận, số 39 Anh Thi, số 6 Văn Quý. Hàng tiền vệ bao gồm số 12 Duy Nam, số 31 Thành Công, số 11 Cù Nguyễn Khánh, số 36 Trọng Hóa, số 17 Hoàng Anh và Thanh Phong mang áo số 77 là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Và như vậy tiếng còi để bắt đầu trận đấu của ông Vũ Văn Việt đã được vang lên. Thì đội chủ nhà Hòa Bình FC sẽ bảo vệ phần sân bên trái màn ảnh của quý khán giả. Trong khi đó thì Long An họ sẽ bắt đầu trận đấu này ở phần sân bên phải. Thì Long Nhật có thể được ví như một Quang Hải phiên bản 2 của Hà Nội FC. Đáng tiếc là quãng thời gian phát triển của Long Nhật lại không được như kỳ vọng. Tình huống lấy bóng tốt tới từ Thành Công, phản công dành cho thủ Long An. Thành Công đưa bóng vào, dứt điểm, rất nguy hiểm. Đó là cú sút đầu tiên mà Long An tung ra về phía thành của Duy Dũng. Người vừa có pha dứt điểm là Thanh Phong. Đáng tiếc là một tình huống vô lê bóng sống của Thanh Phong đã không đi trúng mục tiêu. Ngọc Tài cũng là một cầu thủ còn rất trẻ, năm nay mới 20 tuổi thôi. Một tình huống sai lầm tới từ cầu thủ của Hòa Bình, Nguyễn Khánh dứt điểm không vào. Sai lầm tới từ Duy Dũng. Rất may cho Hòa Bình FC là Cù Nguyễn Khánh lại không thể tận dụng được sai lầm vừa rồi. Cú dứt điểm vẫn còn quá hiền đối với số 23 của Hòa Bình FC. Một tình huống phá bóng lên không tốt của Duy Dũng. Và Cù Nguyễn Khánh thì cũng rất nhanh để có thể chớp lấy thời cơ. Cái tình huống vây hãm của Long An là rất nhanh. Và như đã nói thì không gian chơi bóng của Hòa Bình là không nhiều. Tiếp tục là những tình huống áp sát nhanh của Long An. Là Thành Công. Thành Công dứt điểm không được. Một tình huống dứt điểm táo bạo của Thành Công. Trọng tài thì vừa rút thẻ vàng thứ hai của trận đấu dành cho Thái Học. Tình huống xử lý khá tốt Long Nhật, nhưng đường chuyền sau đó dành cho Long Nhật thì lại quá 50-50. Nhưng cầu thủ nhỏ con Long Nhật đã tranh chấp bóng Thành Công. Bóng đưa ra cánh của Anh Tú. Đấy là Thái Học đưa bóng vào, dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm một chạm tốt của Văn Cường. Nhưng đáng tiếc là bóng vẫn chưa đi đủ hiểm để đánh bại được Trường Long. Một tình huống lên bóng hay của Hòa Bình FC. Tuyến 2. Duy Nam, pha xử lý bất thành của Duy Nam. Anh Tú. Cơ hội để phản công nhanh dành cho Hòa Bình. Nhưng Long Nhật đã quyết định làm chậm nhịp lại và sau đó đường truyền về cũng là quá non. Trọng Hóa đường truyền. Cơ hội Duy Dũng đã băng ra quá hợp lý tình huống này. Tình huống mà số 23 của Hòa Bình FC đọc tình huống rất hay và băng ra cực kỳ kịp thời. Lên bóng dành cho Hòa Bình. Văn Cường cánh phải đang khá thoáng. Đường truyền dành cho Anh Tú. Cơ hội dành cho Hòa Bình. Anh Tú dứt điểm từ xa. Không được. Sẽ chỉ có một quả phạt góc dành cho Hòa Bình FC. Có cảm giác là những tình huống nhận bóng và sau đó chỉnh bóng sau chân trái của Anh Tú đang làm đôi chút chậm nhịp pha tấn công của Hòa Bình FC. Trung Thành đấm bóng an toàn. Hội vẫn còn dành cho Hòa Bình FC. Long Nhật có vẻ như không có thêm quả phạt góc dành cho Hòa Bình. Thanh Phong. Bóng được đưa ra cánh dành cho Hoàng Anh. Vẫn là Hoàng Anh. Tiếp tục là Thanh Phong, cơ hội cho Long An. Thanh Phong dứt điểm không vào.
Tình huống dứt điểm đưa bóng đi thiếu chính xác của Thành Phong. Số 77 bên phía Long An ngày hôm nay chưa có nhiều cơ hội để dứt điểm. Hoàng Anh. Và cơ bóng tốt của anh Tú. Lên bóng dành cho Hòa Bình. Văn Cương đối đầu với Bình Thuận. Văn Cương qua người rồi. Bên trong là của anh Tú đưa bóng vào. Mọi thứ Văn Cường làm trước đó đều rất ổn. Chỉ trừ tình huống chuyển bóng vào mà thôi. Ném biên dành cho Hòa Bình. Hồng Phúc đưa bóng vào. Đánh đâu? Không vào. Hà phòng ngự của Long An đã chơi mất tập trung trong tình huống vừa rồi. Ngọc Tài là người đã có cơ hội để băng vào dứt điểm bằng đầu sau pha tạt bóng khá hay của Hồng Phúc. Long Nhật. Văn Sơn đã không tiếp được tiến hài và đây là phản công nhanh dành cho Long An. Thành Phong. Bên trên đang có Hoàng Anh, đừng chuyền dành cho Hoàng Anh. Bóng tới với vị trí của Hoàng Anh. Đưa bóng vào, rất nguy hiểm, vào! Đó có thể được xem là một siêu phẩm của Ngô Hoàng Anh. Một pha xử lý rất khó chịu của số 17 bên phía Long An. Một pha bóng mà cầu thủ Hòa Bình đã không thể tiếp ứng bóng hay và tạo thời cơ cho Long An có một tình huống phản công nhanh. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Thủ thành Duy Dũng đã có phần đứng sai vị trí khi anh đoán rằng đây sẽ là một tình huống mà Hoàng Anh sẽ đưa bóng vào bên trong. Nhưng số 17 đã tạo ra một sự bất ngờ rất lớn với pha dứt điểm ngay. Tiếp tục là cơ hội lên bóng dành cho Hòa Bình, anh Tú. Thái Học. Tập tác giả tốt của Thái Học, tiếp tục là anh Tú. Anh Tú. Tuyến hai, Hồng Phúc dứt điểm. Bóng đi vào xa ngang rồi. Nhưng có lẽ là cầu thủ Hòa Bình sẽ cần phải chăm chỉ dứt điểm hơn. Đánh đầu. Cơ hội dứt điểm, không được. Và có vẻ như có quả penalty dành cho Hòa Bình. Cú ra chân là của anh Tú. Và trọng tài Vũ Văn Việt đã chỉ tay và chấm penalty. Một quả penalty đầy quan trọng dành cho Hòa Bình ở phút thứ 83. Hồng Phúc đối đầu với Trường Long. Một thủ thành không phải là việc quá nhiều cho trận đấu hôm nay. Hồng Phúc dứt điểm vào. Một đều dành cho Hòa Bình FC. Không thể có được những tình huống phối hợp sắc nét và những cơ hội quá nguy hiểm. Tuy nhiên Hòa Bình lại nhận được một món quà từ một quả 11m ở những phút cuối. Trường Long. Và như vậy là ông Vũ Văn Việt đã thổi còi để kết thúc trận đấu giữa Hòa Bình FC và Long An trong khuôn khổ của vòng đấu thứ 12 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023-2024. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-1. Trận đấu thứ 5 liên tiếp mà Hòa Bình FC đã không thể giành trọn 3 điểm. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với FPT Play trong trận đấu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm 2023-2024. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.